vậnmayshop.com, shop app Free Fire Liên Quân giá rẻ. Có mỗi một này. Ôi sao còn có 961 người xem vậy? Còn có 961 người xem thôi anh em ơi, buồn quá à. Các bạn xem like nào để tăng view nào anh em ơi. Giúp kẹo lên trên một ca view nào. Ok ok. Cái đậu xanh. Thằng nào đấy nhỉ? Ui. Thằng nào bắn căng thế nhỉ? Thằng nào bắn căng thế nhỉ? Ui. Thằng nào bắn căng thế nhỉ? Ui. Thằng nào bắn căng thế nhỉ? Bắn căng nhỉ? Mày chơi với anh mà dễ à? Ok. Nào các bạn sẽ like ủng hộ kéo nào. Thank you mọi người nha, đã lên là 1094 người xem rồi nhá. Bạn nào mà chưa follow thì nhớ là follow để ủng hộ cho kẹo này. Bình thường thì mình sẽ livestream theo khung giờ là từ 21 giờ đến 24 giờ nha. Và sẽ chỉ like cái tựa game Free Fire thôi nhá mọi người. Đây, lại tụt xuống 1061 view rồi em ơi. Cứ trên 1k view là đợi anh em ạ. Like cho nó đủ chỉ tiêu anh em, hay không là kẹo bị đuổi việc, là không có ai like cho anh em xem bây giờ. Slow mọi người, thi thoảng mình nói nhanh quá có thể là nó lắp và nó dính chữ vào với nhau nhá. Thì mình sẽ cố gắng nói nhiều, tập cho nó quen đi để khắc phục. Được chưa anh em? Hai anh em vừa học xong nên về à quên nên vào muộn. Ui, học xong muộn thế em ơi. 11 rưỡi rồi đấy. Em chuẩn bị đi ngủ đi nha, còn anh thì sẽ live xong lúc 12 giờ anh sẽ đi ngủ nhá. Vâng, cảm ơn 1097 các bạn vẫn đang thức khuya để xem mình live này. Chúc các bạn có một cái giấc ngủ ngon nha. Ok, kiếm người cái đã nào. Trận này thì mình mặc cái bộ trang phục nó màu mè như kiểu là con tắc kè vậy. Anh em có công nhận không? Quá là màu mè luôn ấy. Chạy qua đây coi. View vẫn đang rất ổn, thank you mọi người nhá. Mỗi lần tụt view xíu là mình thấy hơi buồn. Chạy qua đây cái coi nào. Uầy. Qua đây nhưng lại không thể ai. Mình sẽ xem và leo lên trên này coi. Cái trò canh này không có đồ gì ngon anh em ạ. Có mỗi một khẩu súng tiểu liên MP40, nhưng mà mình đã có khẩu này rồi nên là mình đâu có cần nữa. Chạy lên trên này coi. Cố gắng làm trận top 1 nữa nhỉ mọi người. Cố gắng top 1 luôn nào. Sao phải ngại nhỉ. Từ đầu trận đến giờ mình mới được có 2 kill thôi. Chạy lên trên này coi. Ui. Thằng nào vừa chạy xe đấy, nó ở bên này. Chết rồi, chết rồi. Chết rồi anh em ạ. Qua đây em ơi. Nó không thấy mình nhà anh em. Ui. Thằng bé nó không thấy mình thật. Ok ok, không phải đâu, nó vòng lại đấy, nó vòng lại đấy. Nó vòng lại đấy anh em ạ. Hình như là căn nhà Doraemon chỗ kia có người. Ui. Phía trên cũng có người nhá. Căng quá nhỉ. Căng quá nhỉ. Ui. Ok đã xong. Ska thì anh cũng là best sấy Ska luôn em ạ. Ska thì anh cũng là best sấy Ska. Best sấy Ska luôn nhá. Ska thì anh cũng là best sấy Ska em ơi. Ngày trước thì kẹo chơi Ska cực kỳ nhiều. Tạo cút tầm chơi anh sĩ ơi, anh không có thể đặt phòng cơ. Thế mới nhỏ em ạ, anh không có thể đặt phòng. Chán quá nhỉ. Ui ở đây. Có một thằng ở trong căn nhà Doraemon kia thôi anh em ơi. Để coi, úi dồi ôi để coi. Nào nào, ui. Chết rồi, vỡ tường băng rồi. Vỡ tường băng rồi anh em ạ. Đứng tạm ở đây con nào. Kill nó hơi khó các bạn ơi. Dạ, tại em sắp thi nên là ôn bài hơi nhiều. Cố xem like, cho xong like của anh rồi đi ngủ cũng được. Ok, thank you em.
Cảm ơn em đã ủng hộ anh nha. Ui 19 thằng nữa cả. Ui. Thằng nào xấy súng đấy là mình cứ sợ anh em ạ. Thôi kệ, có lẽ là mình nên chạy. Còn kệ nó đi, kệ nó đi anh em ơi. Đua quân đoàn là có, còn quân đoàn của anh không có hoạt động nên là sẽ không có đua gì cả anh em ạ. Xin chào mọi người, chúc mọi người có một cái buổi xem live vui vẻ ạ. Chuẩn bị sang ngày mới rồi anh em ơi, chuẩn bị sang ngày 18 tháng 3 rồi nhá. Căn nhà Doraemon kia, à kia kìa. Có đứa nó chạy xe kìa. Xuống xe. Nó vẫn chạy xe nữa anh em ạ. Ok. Kìa, có một đứa này. Ui cái đậu xanh, ok đã xong nhá. Mình thì best sấy Ska rồi anh em ạ. Sấy phải gọi là cực căng, cực gắt. Cực căng và cực gắt luôn. Nổ xe rồi nha em ơi. Xuống xe nhanh. Ui bị bay à. Ui dồi ôi. Mình sấy Ska cực nhanh, cực gắt rồi nhá mọi người. Đấy, hôm nay sẽ thể hiện lại trình độ sấy Ska. Bao lâu nay kẹo không sấy, hôm nay kẹo lại sấy nhá. Cơ bản là mình chơi format quá nhiều và hôm nay quay lại Ska thì thấy Ska bắn nó cũng phê anh em ạ. Khá là phê đấy chứ, sấy phải gọi là auto, kiểu như là auto kill mạng rất là nhanh. Ôi xe chạy cái này có gỡ được không đây? Gỡ được. À không anh em ạ. Coi như là không có xe chạy đi. À chúng ta sẽ chạy lên phía cổng trời nha. Xử đẹp cho nó luôn chứ lại. Còn lại có 14 người trận thôi anh em ơi. Cố gắng kiếm vài trận tôm nữa rồi là đi ngủ là vừa. Nghỉ anh em. 12 giờ ngày hôm nay thì kéo sẽ offline nha. Chơi đến 12 giờ luôn. Nói đùa với anh em chứ là cái bảng xếp hạng năm ngoái là mình chơi Ska trong các trận đấu chiếm đến 80%. Nên là vẫn được gọi mệnh danh là cao thủ Ska mà. Số mạng headshot các kiểu cũng là do Ska là nhiều. Format thì mình mới chơi cái đợt gần đây là 3 tháng gần đây. 2-3 tháng gần đây hoặc là 3-4 tháng gần đây thôi anh em ạ. Chứ là mình thường là mình đâu có chơi format đâu. Mình có 3-4 tháng gần đây thôi. Còn lại cả năm ngoái là mình chưa chơi Ska anh em ạ. Ở đây nó có một cái bộ nâng cấp giáp, mình sẽ ăn để nâng lên cái giáp mới hơn, ngon hơn nào anh em. Đó, nâng lên giáp mới hơn, ngon hơn. Cho nó ngầu không ạ. Ok nhá. Chạy qua đây coi. Có thính thì lượm thính luôn, sao phải ngại. Phóng lựu à? Ồ, chơi luôn. Chơi luôn phóng lựu anh em ạ. Tí nữa hết đạn phóng lựu thì mình sẽ chơi MP40 sau nhá. Ui. Thằng nào qua đây. Qua đây em ơi. Nó chạy rồi kìa. Nó chạy rồi kìa anh em ơi. Thằng kìa. Ui làm gì vậy em ơi. Sấy Ska. Đây là những màn sấy Ska mãn nhãn đến từ vị trí của sĩ kẹo anh em ạ. Mình sấy Ska thì phải gọi là thôi rồi anh em ạ. Sấy Ska thì cũng phải gọi là gắt quá cơ. Gắt chưa anh em ơi, đủ gắt chưa anh em ơi. Khi mà mình đã có được kill thứ 7 rồi nhá. Anh em đã thấy gắt chưa ạ? Đấy, anh em thấy trình độ sấy Ska của mình thì cứ phải gọi là best rồi anh em ạ. Đấy, mình có trang bị nòng 3 thôi, bây giờ trang bị giảm thanh thì sấy nó phải gọi là kẻ địch cũng không phát hiện ra vị trí ấy chứ. Alo nữa này. Ok, tay súng 3. Căng.
Lên tạm xe cái đã nào. Đâu có lát đâu mọi người ơi, chất lượng đang xem live rất ổn mà. Và cảm ơn 1001 các bạn đang xem live trên kênh của Kẹo ạ. Bạn nào chưa follow thì nhớ follow để ủng hộ cho Kẹo nhá. Và chia sẻ livestream lên Facebook ạ. Thank you mọi người. Chạy lên trên này cái coi 7 mạng nữa hả? Ok ok. Ui, thằng nào chơi AWM mà đứng ở ngay đây vậy? Ui ui, đây rồi đây rồi. Cái đậu xanh, cái đậu xanh vỡ đầu luôn em ơi. Trời ơi thiên nhiên. Ôi bọn này thích chơi AWM với nhau à? Thích chơi AWM với nhau à? Ok đã xong. Có luôn được mạng thứ 9. Trời ơi các bạn này, các bạn lại tính làm thánh AWM ở đây hả? Tính làm thánh AWM ở đây hả? Sĩ kẹo ở đây cơ mà. Làm thánh bằng niềm tin và hy vọng à? Các bạn thật là đáng thương. Ok, 9 kill rồi nhá. Còn có 5 mạng nữa thôi anh em ơi. Cố gắng làm trận top 1 đấy nhỉ. Ui dồi ôi. Đây ở đây. Mình sẽ cố gắng làm trận top 1 nữa. Ở đây chúng ta không cần lượm thêm được thôi đâu anh em ơi. Tầm này là ổn rồi, không cần lượm thêm đâu. Lên xe và cầm chắc khẩu súng M79. Thằng nào xấy xe thì cho nó ăn luôn một viên đạn M79. Facebook bị gì rồi hả? Lại bị lỗi rồi hả em ơi? Mờ lắm á? Mờ em bật chất lượng là 1080p nha. Anh thấy bình thường mà, đâu có mờ đâu em ơi. Chất lượng like cũng khá là ổn mà em ơi. Chất lượng like khá là ổn mà em ơi. Ok đã xong. Có luôn được mạng thứ 10. Thập thò làm cái gì vậy hả em ơi? Trời ơi các bạn này. Bây giờ anh em có thể thấy là còn lại có 3 người chơi nữa trong cái ván đấu này. Nào, mình sẽ xem kill note 3 thằng còn lại ở đây. Ở đây, ở đây có người, ở đây có người, ở đây có người. Đây có người nha các bạn ơi, ở đây có người nha. Ở đây có người nha, ok đã xong. Ui dồi ôi. Bom keo này, ui bom keo các kiểu này, ui. Ui. Xế căng vậy, xế căng vậy, ui xế căng vậy. Như vậy mày, như vậy mày, như vậy mày, ok đã xong. Mạng cuối, mạng cuối nha mày, mạng cuối nha mày, mạng cuối nha mày. Vào bom nào. Và bom như nào anh em ơi, mạng cuối đi rồi. Trang bị đồng bào và scan này. Ok ok. Đây mạng cuối rồi các bạn ơi. Mạng cuối đi rồi. Đâu thằng cuối đâu. Xử lý nốt nó là lấy được top 1 rồi anh em ơi. Hay thằng cuối đâu. À bạn đang đâu vậy? Chắc là nó đang sợ mình, nó đang trốn rồi anh em ơi. Nào anh em hóng cái nào. Sắp top 1 rồi các bạn ơi. À nó ngay ở trên, nó ngay ở trên. Tưởng gì nó ngay ở trên à? Ui em ơi. Tưởng gì ngay ở trên này em ơi. Ui ui. Căng vậy, căng vậy. Căng vậy. Sợ quá nhỉ. Nhân giống. Yes. Xong nhá. Yeah. Vậy là mình đã lên lại được rank Bạch Kim 3. Đây là trận top 1 liên tiếp luôn với 13 kill. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.